Ra ngoài khỏi liều, coi hai con này đánh lộn luôn. Con đang thúc rẳng quá trời luôn anh em ơi. Đang thúc ở trong cái đám đó. Cái dừa với cái đằng đó mà không thấy nó chỗ nào thúc quá trời thúc. Sáng ra đây nghe thúc quá trời, chưa có mở lo mở gì hú hết trơn á, nghe thúc quá trời. Giờ ngồi đây chờ cái thằng đệ của mình ra, chờ thằng đệ mình ra mình chỉ cho nó đặt. Con này có tương lai, tương lai nó sẽ sắn về cái cội này đó, sắn về cái cội này rồi thì mình sẽ đặt ở đâu đây, mình sẽ đặt chỗ này thôi, cái bờ đây trống này thôi, sắn qua đó. Nó thấy con cua mồi của mình dưới lao chao lóc chóc thì nó sẽ gớt thôi. Ủa cái đột xí cái tuổi này đủ tao mê chim không mê mê cu không à. Đó là cái bằng á à. Cái đó đó bên đây không Trời ơi, thiệt tình, nó về đây thiệt nữa, thấy không anh em? Chưa cắm giò xong nữa, đó. Không biết mẻ chống mái nữa. Mấy con giờ ghê quá, là làm dữ thần. Nó thúc rồi đó. Trời ơi, mình xuống toàn gặp mấy bà chị không. Thúc rồi đó. Hết biết rồi, đặt thử coi coi ông anh hay bà chị chết cha, chưa đặt được anh em ơi. Có một bà lão nó tuổi chạc khoảng chừng 70, đang tiến đến gần cái con cu của chúng ta, cho nên giờ chưa cắm được. Rồi cái thằng nhóc mình, thằng nhóc đệ của mình nó chạy đóng tiêu rồi, mời mới đây nó lủi đâu hay gì trời. Rồi bắt đầu mình cũng bỏ mồi vô, giờ mình đi núp thôi. Nó bay xào quá cái bình đằng kia. Sao cái đằng thúc quá trời thúc rồi. Đâu rồi vậy? Con có thấy con bổi xà nó xôm không? Con này của con đặt cái con bổi kia hôm bữa nè các bạn.
là cái con bói mà làm hư hai con bò già đó. Mỗi lần dính con bói là nó con bói mà giấy rồi nó giấy bội như giấy chết vậy, mà xong nó cũng bình thường lại, bỏ xuống đất nó cũng bình thường lại, mổ ăn vòng. Nó gịch gước thì dở lắm nha các bạn, nó một con nuôi lên mà nuôi từ đó hỏng lên luôn, nó không có thể nào mà như con mồi già được. Rồi con bổi này thuốc vào luôn trời, bay về bển nữa, nó bay qua bay lại hoài luôn. Nó bay vô. Thấy con mồi hay gì rồi, con này thấy là nó rất lẹ liền nè các bạn, nó kiếm quá trời kiếm đó, nó dòm dòm đó. Trời, của con nó thấy gì mà nó đứng như trời trồng như trời. Ê, có bồ cắt bồ gì không mà nó thấy đứng như trời trồng không biết. Rớt. Trời. Rồi sọc vô cái bẫy luôn. Đi ngay bóc. Vô coi. Cô con hang nó phải lộn rồi.
Mồi nó dính giờ nó biết tay vợ né rồi các bạn. Rồi né xa biết xa. Trời trời nó biết đi vòng nữa kìa. Cô con nó kiếm đường ra đánh lộn không? Trời ơi, nó dính một lần nó né đi vòng luôn trời. Khuôn bà cố luôn. Chết cha, thấy bồ cắt hay gì vậy? Chết cha, thấy con gì tới ngắt rồi. Chết cha, thấy cái gì? Thôi trời, hai con cu kìa. Con chim con mình chắc có lẽ thì trước nó bị bồ cát chụp một lần rồi. Giờ thấy mấy con mấy con chim mà bự bự phớt phớt ngang cái teo teo giấy. Trời ơi, gặp thứ gì không? Hồi nãy thì con bìm bịp, giờ tới con chó. Con bổi nó mất tiêu luôn rồi. Máng chim con. Chim con thấy mềm biệt, teo giái nữa. Khi đó nó bị bồ cắt chụp một lần cho bây, bởi vì thấy con nào dáng bự bự còn bay sớt sớt nó teo tóp gọm, nó còn hứ rồi hứ rồi hứ hứ. Rồi thay mồi nha anh em ơi. Thay mồi cầm bẫy lại. Con này dính bẫy lận nhé. Con mồi chó giò này đó nó bị chó giò hết lần rồi. Bay đâu bạn? Nằm ra trái này hả? Tiêu luôn trời. Rồi chờ đợi bỏ về. Ê, bỏ về hay gì? Ê, bỏ về thiệt. Hồi hèn thì nó lao chao biết lắm mà. Biến đổi sáng lại đó mà.
Có trên tàu dừa nè. Đâu có nhiều rồi. Hèn gì tự nhiên thấy mồi cho dừa nó rồi. Lo cho, lo cho, lo cho, lo cho. Là biết à. Trời, 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 trời. Cái này chơi quá mạnh này. Đánh lộn luôn rồi.
Trời đất ơi, đeo bội nó đá, mùi chân giò nó mất tiêu hết trơn rồi. Nó có biết thiệt chứ. Cho chó dỗ này chơi sung luôn. Lâu rồi nó mới gặp kẹo vậy. Ra ngoài khỏi liều coi hai con này đánh lộn luôn. Đi ra đặt bẫy đá bắt con này chơi các bạn ơi. Sướng thiệt chứ. Anh quên quay khúc đi, chạy lên. Ừ, quay khúc đó coi mới đã. Đây nè các bạn, bắt đầu chạy xong rồi nè. Trời ơi, ghê, sẽ ngửa lại nữa rồi kìa. Cái này làm bị móm luôn à. Nó ra sửa bẫy mà không đi luôn. Đi chạy nó nắng. Chơi nữa. Trời ơi, bay lại luôn rồi. Không thèm đi nữa, đi mệt quá bay lại luôn rồi. Mấy con vậy chơi nó mới sướng, nhìn nó mới đã. Rồi. Bay phóng không không. Rồi. Tại gần tới chưa? Đang chơi luôn rồi. Đang xong lại cái bội đánh nữa. Đánh nữa. Được mấy vòng?
chưa có vòng nào hết, mới có quýt lộn à? Không có, chứ ngày nó đi ra được mấy vòng chắc rồi không, chưa được nốt nhạc cái dính này. Chứ này cắm ba chân sát 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 bội luôn. Rồi lụm xong. Là... xong rồi, xuống nó đeo bọn vòng một mà. Tới cùm. Cái giò nó bay lên luôn rồi, giò giặt giặt gì nữa. Dạ. Đeo gọi bay lên luôn rồi. Ừ. Cái nào chưa nói. Mình để cho nó chơi nữa mà hồi nãy nó chơi quá lâu rồi, chơi có tiếng đồng hồ. Chơi quá xem mà biến chết luôn. Sửa lại. Ba chân sát tội. Đi vòng một. Đừng có chạy. Đi từ từ thôi. Đừng đi đây. Lại. Ơi, để cho vô đi luôn đi. Cái không sao đâu. Đây ném làm mình đáng đi. Đừng có đưa đít trước camera được rồi. Đâu? Đảo bên nhìn nè. Bắt con này xong. Tới cùm. Tới cùm luôn hả? Ôi dính móng. Dính móng. Trời dính móng. Trời ơi dính móng anh em ơi. Trời ơi dính móng tưởng tới cùm. Ăn cái gì? Ôi hai chân. Dính móng mà dính hai chân. Hai chân rồi. Trời đất ơi. Đặt ba chân. Đặt ba chân dính hai chân rồi. Ba chân dính hai chân anh em ơi. Mới khai trương bảy mới lụm luôn anh em ơi. Trời con này quy cũng đẹp chứ, quy cũng đều. Còn tơ con này nó giữ nó con mò, bởi vì mấy con mà ở một thân một mình á, nó ôm cõi một mình á, mấy con giữ hung hung không các bạn. Đó, nó ôm mình cội đó. Rồi mình cội cho lôi suốt luôn. Cho cái dấu cắt đuôi. Suốt luôn. Cắt đuôi đâu ra? Trời. Hôm nay chó giò gặp kèo đúng nghĩa của nó rồi. Kèo chơi kèo đá là nó xưa nó thích lắm. Đừng có kèo nào gặp ghét nhất là mấy cái kèo mà đứng xa xa chừng 2-3 mét rồi tụt lúc thúc đó. Mấy con đó chơi hư mồi hết, mấy con đó là đi ra dẹp vô chắc ăn. Để như chơi như mấy con này vậy nè, chơi mấy con mồi của mình càng ngày nó mới càng ăn hai chân luôn. Nè chim nè anh em xem nha, mình chơi thôi chứ biết xem tướng mạo tướng gì đâu, mình chỉ xem cái nết chơi ở ngoài rừng thôi, xem cái nết chơi ở ngoài rừng như thế nào rồi mới quyết định nuôi không nuôi, chứ mình không xem tướng mạo anh em ơi. Chim gà cũng vậy nữa, mình xem nết thôi, xem nết gà thì xem nết nước đá. Nết đá làm sao, chim thì cũng vậy, xem nết chơi làm sao. Chứ còn ngoại hình mẫu mã đem chỉ đem đi thi người mẫu, thi người mẫu làm diễn viên nữa, để làm cách xê nó giá nó cao anh em ơi.
chứ mình chọn nước chơi thôi. Ngoại hình đẹp để đẩy giá cao thôi đó. Ok anh em ơi, rồi bắt đầu trời này cũng ui ui mát mát, hai thầy trò đi kiếm thêm kèo nữa lên dẫn nhìn nữa để có clip gửi đến anh em nha. Rồi bye bye anh em ở clip này nha, chúc tất cả mọi người luôn có được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Bye bye và hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye.